Xin chào các bác, xin chào anh chị và các bạn, rất là vui và cảm ơn các bác, anh chị và các bạn đã luôn ủng hộ kênh của Nam TV. Hôm nay thì tiếp tục là em Nam làm cái video này để nói với các bác là cái cây vả mật này các bác nhá. Cây vả mật rừng giống thì em Nam cung cấp ra đợt vừa rồi thì cái số lượng cũng khá là nhiều, nhưng mà có một nhà vườn đã hỏi là nhập lại toàn bộ các bác, cho nên là số lượng cây nó còn rất là hạn chế. Thì hôm nay thì em Nam đã quay trở về nhà rồi và đang đóng một vài cái cây này để gửi đi Hà Nội các bác nhá. Có nghĩa là các bác khắp mọi miền đất nước, Hà Nội, Sài Gòn, Quảng Ninh, khắp mọi miền đất nước đã ủng hộ, và đây là những cái cây mà còn lại rất là ít, bởi vì là cái lô á trước nhập là người ta, các nhà vườn người ta nhập nguyên lô các bác nhá, nhập nguyên lô, cho nên là một số những cái cây quá lớn thì em sẽ giữ lại, và còn một số cây thôi, rất là ít. Còn hai cây này với khoảng mấy cây nữa thôi, hai ba cây gì đó, thì hai cây này nó đẹp hơn. Bác nào mua trước thì em sẽ chọn cây to đẹp để gửi cho các bác trước các bác nhá, rồi chờ ngày mà cái cây kia thì nó lớn lên nhìn nó khỏe ra thì lại gửi cho các bác, chứ cũng không sao đâu các bác. Đây này, thì cách làm thì một số bác thì cũng không yên tâm, nhưng mà các bác yên tâm là như thế này này. Cây này thì em giữ ấm một chút, sau đó thì sẽ đùm bao ni lông các bác nhá, bao rất là kỹ, sau đó thì bọc lại, nó có thể gửi đi được khoảng một tuần 10 ngày cây vẫn ok các bác nhá. Đây này, đó, đấy, bác thấy chưa, rất là kỹ, bao bọc về, các bác về chỉ cần mở bao bóng ra trồng thì bắt đầu cây nó đã phát triển bình thường hả. Cây này, ngón tay em nào này, cây này thì nó đã được hơn một tuổi các bác nhá. Đấy, nói chung là nó xuống gặp cái môi trường đất thì nó cực kỳ nhanh lớn các bác nhá. Ở đây thì em Nam trồng ở trong cái chậu để khống chế cái đất và nó không cho cái rễ nó ra nhiều, bởi vì nếu mà nó ra nhiều như vậy thì cây nó to quá mà cũng khó gửi, cũng khó bán. Với hai nữa là cái quá trình gửi thì nó cũng khó, chỉ trong mình cái nó chỉ trong một cái này thôi các bác nhá, ở trong một cái đây thôi này, nó chỉ nằm ở trong một cái chậu thôi. Thì một số bác có hỏi thì em nói thì đúng rồi, nhà vườn thì họ nhập nguyên lô thì đương nhiên là về họ phải bán lẻ rồi đúng không, nhưng mà họ đã mua qua thì chắc chắn là cái giá nó sẽ khác. Họ qua em làm cây giống thì mua qua thì khi mà đến người ta thì họ bán sẽ rất khác, còn các bác mà mua trực tiếp của em thì cái giá nó sẽ rất là khác. Và em thì có nói rằng là nếu như các bác mà chuyển khoản trước á, thì nó rẻ hơn được, em sẽ bán nó rẻ hơn một chút, vì nếu như mà không thì phải nâng lên, bởi vì thực ra thì cái gửi qua đó các bác, gửi qua chỗ chuyển phát á, nếu họ thu hộ thì họ sẽ lại thu phí nữa, có nghĩa là vừa thu phí thu hộ mà vừa thu phí cước vận chuyển, cho nên các bác cũng hết sức thông cảm nếu mà các bác có thể mua mà chuyển khoản trực tiếp. Ví dụ như là nếu là chốt giá xong thì chúng ta chuyển khoản á, thì nó đỡ được mấy chục ngàn, nó cũng đỡ đi đúng không. Đấy các bác này, nhưng mà em đang nghĩ là làm như vậy thì nó cũng tiếng như vậy, nhưng mà các bác thường là có tâm lý là sợ nó đắt, nhưng mà đấy, thì cái số lượng cây cũng rất là hạn chế, và hiện tại thì còn một số những cái cây nó lớn hơn, còn lại thì cái cây nó bé các bác, cái cây nó dài dài tầm khoảng 20-15. Em Nam thì đang nuôi cho nó lớn lên, cái đợt sau còn khoảng mười mấy cây, còn loại cây lỡ lỡ thì còn chỉ có mấy cây thôi. Thì hôm nay thì đóng cái này để chiều gửi đi các bác, bây giờ là buổi trưa rồi, tranh thủ buổi chiều đóng và rất là kỹ, và cái việc mà bao những cái đây bao cái bao ni lông này nó tránh cho nó bị mất hơi nước các bác nhé, tránh mất hơi nước cây nó không bị héo này, đó rất là kỹ. Và ví dụ như là về nó cứ hơi mà cây nó hơi buồn buồn một tí thì các bác có thể là không phải là dạng héo mà hơi buồn buồn thì chúng ta tưới nước thì nó tỉnh lại thôi, cũng rất là ok, cũng không sao đâu. Nhưng mà hiện tại giữ ấm, bởi vì sao, nước vào nó rất là nặng các bác nhé, nặng thì cái cước phí nó gửi nó cũng cái chi phí nó cao ha, và cây nó cũng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng mà nặng quá thì thật sự thì nó cũng không đáng, mà đắt quá thì các bác nói chung là cũng không ưng lắm các bác nhé. Rồi cảm ơn các bác đã xem video, thì bây giờ em sẽ tiến hành em đi bó cái cây này để buộc lại đóng thùng, giữ cho cái bầu và cố gắng là giữ cho cái lá ở trong cờ về các bác thì nó nguyên vẹn lành lặn, thì các bác trồng thì nhìn cái cây nó sẽ đẹp hơn ha. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video, và đặc biệt là các bác đã ủng hộ cây của Nam TV. Em Nam sẽ còn tiếp tục chia sẻ những cái video, và đặc biệt là cũng một cái niềm đam mê là vừa chia sẻ những cái thông tin, những cái đôi khi những cái bài học trong cuộc sống, những cái trải nghiệm ha, trải nghiệm trong cuộc sống, rồi các bác
thích ủng hộ những một số cái cây, em Nam cũng rất là vui, có động lực để cùng chia sẻ với các bác nhé. Cảm ơn và kính chúc các bác luôn sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại. Em Nam sẽ tiến hành đi bó cái cây để các bác nhá, để chiều gửi cho nó kịp xe nha. Ok.